Truyền hình Thanh niên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tự hào và tiếp tục đề cao truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của dân tộc. Những năm qua, hoạt động tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô luôn được thành phố Hà Nội duy trì tổ chức thường xuyên. Năm 2022, 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố đã được biểu dương và tôn vinh. Sau 20 năm, kể từ năm 2003, đã có 2.067 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô được tuyên dương, ghi danh vào sổ vàng truyền thống. Sau khi được tuyên dương, đa số các bạn thủ khoa xuất sắc đã khẳng định được trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và tính gương mẫu, nổi bật trong học tập, công tác và sinh hoạt. Nhiều thủ khoa bước đầu đã có những đóng góp tích cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, khẳng định việc tuyên dương tôn vinh thủ khoa của thủ đô trong nhiều năm qua là việc làm thiết thực, có tác dụng khích lệ, động viên rất lớn đối với tuổi trẻ trong học tập và rèn luyện. Năm 2022, thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 68 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, 30 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại giỏi. Đặc biệt, có 39 thủ khoa xuất sắc là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 27 thủ khoa xuất sắc là cán bộ đoàn hội. Một trong những tấm gương thủ khoa xuất sắc được tuyên dương năm nay đó là Đỗ Duy Đức, thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện, thủ khoa Đỗ Duy Đức đã có nhiều cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, là biên đạo múa đạt nhiều huy chương trong các hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, đảm nhận vai chính của nhiều tác phẩm múa nổi tiếng trong nước và liên hoan nghệ thuật các nước trong khu vực. Đỗ Duy Đức đã gặt hái được nhiều giải thưởng trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình, cũng như vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý. Trong quá trình làm việc thì tôi cũng đã trải qua cũng khá là nhiều những khó khăn, mồ hôi, nước mắt trên sàn tập cũng đã đổ rất là nhiều. Nhưng mà trong mỗi một chương trình, những tràng vỗ tay của khán giả là một động lực rất là lớn để cho chúng tôi cần phải nhiệt huyết hơn, và ngoài những thành tích mà chúng tôi đã nhận lại được thì chúng tôi cảm thấy là rất là tự hào, cũng cảm thấy biết ơn. Càng ngày mình càng phải nỗ lực hơn nữa, tìm tòi hơn nữa, cống hiến nhiều hơn, và cũng rất tự hào khi mình khoác trên mình màu xanh áo lính, là mình cũng muốn đóng góp một phần công sức nhỏ nhoi nào đấy để cho nền nghệ thuật được truyền tải và phát triển nhiều hơn nữa. Không chỉ xuất sắc toàn diện trong lĩnh vực học thuật, nghiên cứu, đóng góp tài năng trí tuệ cho nền tri thức nước nhà, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, các thủ khoa xuất sắc cũng xung kích, tình nguyện, phát huy chuyên môn, sở trường, chuyên ngành của mình tham gia cùng thành phố và các địa phương chống dịch như chống giặc. Khi dịch bệnh bùng phát tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, hàng nghìn lượt tình nguyện viên, các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu từ thủ đô Hà Nội kịp thời xung phong tình nguyện đến hỗ trợ các địa phương chống dịch. Các khu điều trị, khu cách ly lại chứng kiến sự tất bật vội vã của các y bác sĩ, các tình nguyện viên, trong đó có Nguyễn Đức Trung, chàng sinh viên năm tốt tiêu biểu cấp trung ương, thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp trường Đại học Y tế Cộng đồng. Hỗ trợ theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, sàng lọc mức độ bệnh, thăm hỏi, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, trực tiếp tham gia mạng lưới thầy thuốc đồng hành chăm sóc F0 là những gì mà Nguyễn Đức Trung đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Không những vậy, thủ khoa Nguyễn Đức Trung luôn là hạt nhân nòng cốt tích cực tham gia tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng ý nghĩa. Em nghĩ rằng là mỗi thủ khoa thì đều có một cái sở trường, cái thế mạnh của riêng mình. Nhưng mà mục tiêu chung cuối cùng của bọn em thì đều là giúp để đóng góp cho cái sự phát triển của thủ đô Hà Nội, cho đất nước. Với bản thân em thì em muốn bản thân mình có thể nghiên cứu sâu hơn về khoa học y sinh, và hướng của em là về tế bào gốc cũng như là những cái liệu pháp về ung thư hay là miễn dịch. Em rất là mong muốn để có thể được học hỏi thêm và trau dồi thêm cho bản thân, với cái mục tiêu cuối cùng là để góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân thủ đô nói riêng và đất nước cũng như là xã hội nói chung. Không chỉ là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công tác đoàn và phong trào thanh niên, Đỗ Hoàng Phương Nhi, thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, còn là một sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học, là diễn giả tại các hội thảo khoa học quốc tế, là cái tên quen thuộc chinh phục nhiều học bổng,
giải thưởng tại các cuộc thi trong và ngoài nước. Đỗ Hoàng Phương Nhi là tấm gương thủ khoa đa tài, năng động, không ngừng nhiệt huyết với niềm đam mê, ý tưởng sáng tạo. Sinh ra lớn lên ở Hà Nội thì em đã nhận được rất là nhiều món quà từ thủ đô, không chỉ là về giá trị về mặt kiến thức mà còn là về mặt tinh thần, văn hóa và đạo đức. Và lời tuyên dương ngày hôm nay em cũng coi là một món quà vô cùng quý giá, vì nó không chỉ là ghi nhận lại những cái thành tích, nỗ lực của em đã bỏ ra trong thời gian vừa qua để trở thành các sinh viên xuất sắc của thủ đô, mà còn là niềm động lực, là tiền đề để em vững bước trên hành trình phía trước để đi tiếp đến các chân trời mới. Và dự định tiếp theo của em trong tương lai gần là đi du học, nhưng sau đó thì chắc chắn là em sẽ quay trở lại và đóng góp hết sức mình cho thủ đô và cho đất nước Việt Nam ạ. 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố được biểu dương, tôn vinh là đại diện cho hàng triệu sinh viên đang miệt mài, hăng say học tập trên các giảng đường. Thành tích mà các bạn đạt được là kết quả của một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Với các chuyên ngành, lĩnh vực, sở trường khác nhau, song 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2022 đều chung một mong muốn, khát vọng, hoài bão là được đóng góp trí tuệ, sức trẻ, mang theo hành trang với đầy đủ tri thức và tinh thần nỗ lực không ngừng tham gia vào công cuộc xây dựng thủ đô và đất nước.